xin chào bạn khi đi sâu tìm hiểu những quyển sách cờ cổ thì người xưa đã có dạy những nguyên tắc khi chơi cờ chẳng hạn như là bài tượng dịch của lưu khắc trang thời nam tống đã nêu những nguyên tắc chơi cờ rất đáng chú ý hoặc rõ nhất là 10 bí quyết chơi cờ nêu trong sự lâm quản ký của trần nguyên tịnh cũng được viết thời nam tống cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cờ tướng mặc dù là thiên biến vạn hóa nhưng mà những nguyên tắc cơ bản trong chơi cờ thì vẫn luôn được thừa nhận từ đời này sang đời khác và không bao giờ bị bao mòn theo thời gian dựa vào bí quốc chơi cờ của cổ nhân kết hợp với những kinh nghiệm của các danh kỳ đương đại thì trong loạt bài này mình sẽ tổng hợp lại một cách đầy đủ và giới thiệu đến các bạn những nguyên tắc cơ bản trong khai cục cờ tướng những nguyên tắc này là một nền tảng quan trọng để các bạn có thể biết được cách để triển khai quân một cách bài bản trong khai cục và chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu trên bàn cờ để từ đó các bạn có thể né tránh những sai lầm cũng như là những thủ thuật để khai thác tối đa sai lầm của đối phương và trong bài học đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một nguyên tắc đầu tiên và rất quan trọng trong khai cục cờ tướng đó là chúng ta phải phát triển toàn bộ quân chủ lực. Lý do là bởi vì trong giai đoạn khai cục là một giai đoạn mà quân của chúng ta phải được bố trí để sẵn sàng cho kẻ tấn công lẫn phòng thủ. Do đó đòi hỏi là những con quân chủ lực như là xe pháo mã thì phải được huy động nhanh chóng để chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu trên bàn cờ. Cụ thể là hai con xe si thì phải được xuất ra sớm để có thể chiếm cứ các lộ 2 4 6 8. Còn như pháo thì phải bố trí để sẵn sàng tấn công hoặc là phòng thủ. Còn đối với mã thì một chiến lược thông dụng đó là sẽ sử dụng một con ở nhà để phòng thủ và bảo vệ con chốt đầu, còn một con khác thì sẽ đưa lên để phối hợp với những con quân ở phía trên để tấn công. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn ba cái ví dụ để minh họa để cho các bạn thấy là nếu như chúng ta thực hiện đúng quy tắc phát triển toàn bộ quân chủ lực thì sẽ giành được ưu thế còn như chúng ta không tuân thủ quy tắc này thì sẽ dẫn đến tình trạng bị động và bị thất bại chúng ta đi đến ví dụ đầu tiên và trong ví dụ này thì chúng ta sẽ khảo sát những miếng đánh rất hay của thế trận thuận pháo cụ thể của diễn biến vẫn cơ này diễn ra như sau ta đi trước và vào đầu đen đáp trả bằng thế trận thuận pháo Đến đây thì đã chơi là mã 2 tấn 3 và đen chơi mã 8 tấn 7 đã tiếp tục phát triển xa chơi xe 1 tấn 1 sử dụng khoanh xa và đen đáp trả bằng xe 9 bên 8 trật xa đã điều xa chiếm cứ lộ 6 hiểm yếu Đến đây thì nước đi ổn chắc cho bên xanh là xe 8 tấn 4 điều xa tôn hà trong công có thủ công thủ tàn công sẽ giúp cho bên xanh có được một thế trận rất vững chắc Tuy nhiên trong ván cơ này thì bên xanh đã mắc phải một sai lầm khi chơi nước cơ là sĩ 4 tấn 5 Thông thường thì những nước cơ lên sĩ hoặc là lên tượng thì cũng là những đất đi rất là thường gặp trong khai cục Tuy nhiên những đất đi như là lên sĩ lên tượng thì chúng ta chỉ nên sử dụng nó trong những trường hợp mà cần thiết trong vấn đề phòng thủ mà thôi Còn nếu như không cần thiết và không cấp bách để có thể phòng thủ thì chúng ta không nên vội lên sĩ lên tượng bởi vì việc lên sĩ tượng như vậy sẽ khiến cho những quân chủ lực như là si pháo mã phát triển chậm và việc đó hoàn toàn có thể khiến cho trận hình của chúng ta trở nên bị động và dễ dàng để cho đối phương khai thác ví dụ này là một cái ví dụ để minh họa cho cái vấn đề việc lên sĩ tượng quá sớm sẽ khiến cho hình trận rất bị động và dễ dàng để cho đối phương khai thác và chèn ép đó là bên đỏ sẽ lợi dụng vấn đề mà bên xanh sau khi lên sĩ thì khiến cho cái bộ xe pháo mẻ ở phía bên cánh phải phát triển chậm nên lập tức tổ chức một đợt tấn công bằng nó cơ là xe 6 tấn 7 nó cơ tấn si này là một nó cơ rất là mạnh với hai cái mục đích mục đích thứ nhất đó là, là sử dụng con xe để khống chế con tướng của đối phương và mục đích thứ hai là uy hiếp nó cơ là xe 6 bình 8 để ép chặt con mẻ của bên xanh Giá dạ, để tránh cái đoàn bình xe ép mã của bên đỏ thì xanh bắt buộc phải chơi nó cơ là mã một để đi tránh trước Sau khi sử dụng con xe đường 6 rất hiệu quả để chăn ép và quấy rối cánh phải của bên xanh Thì bây giờ bên đỏ bắt đầu tính đến việc là phải cố gắng để phát triển những con quân chủ lực ở phía bên cánh trái với bộ ba si pháo mã ở đây nhưng chưa được xuất động thì để phát động được những con quân si pháo mã ở đây ra trận thì bên đỏ có một cái nước đi rất là mạnh đó là chốt 7 tấn 1 đỏ đã là tuân thủ rất là nghiêm chỉnh những cái quy tắc trong hai cục đó là phát triển rất nhanh cho quân chủ lực ra trận và bây giờ thì với việc tấn chốt lên thì rất là thông thoáng là cho con mã đường số 8 có thể nhảy lên 7 và tiếp tục nhảy lên 6 để hỗ trợ cho con xi này tấn công vào trận địa của đối phương đây đều là những đây rất hợp lý và mạnh mỹ của bên đỏ đến đây trước sức ép của bên đỏ thì bên xanh nên chơi nó coi là xe 8 tấn 4 sử dụng con xe để tuân hà và chi viện cho cánh bên phải ở đây đang bị đối phương tấn công thì sẽ là một lúc đi hợp lý tuy nhiên trong ván cơ này thì bên xanh đã tiếp tục mắc phải sai lầm khi chơi nó cơ là xe 8 tấn 6 để hòng mục đích để đánh chốt và phản công trong cờ tướng thì bên hậu thủ là bên đi sau thì thông thường là sẽ cố gắng để phòng thủ trước rồi mới phản công sau ở đây thì bình xanh đã mắc phải một sai lầm khi mà đã cố gắng để phản công bằng một cái mẫu quân xe như thế này rất là đơn độc và thường là những cái nước đi như thế này sẽ không mang lại hiệu quả và thường là bên xanh sẽ gặp bất lợi khi mà hai bên đối công ví dụ này sẽ cho các bạn thấy rõ vấn đề như vậy ở đây thì sau khi mà bên xanh tấn xe xuống như vậy thì đã lập tức phát triển con mẹ đường 8 rất nhanh bằng lên 7 mẹ xanh lấy xe ăn chốt bắt mẹ đỏ thì đã tiếp tục chơi tiếp là mẹ 7 tấn 6 bay mẹ lên hà để sử dụng con pháo đường 8 hỗ trợ cho con mẹ này trước sự tấn công từ con xe si của đối phương và sau khi bên đỏ bay con mẹ lên thì đang đi dò nước tiếp theo là mẹ 6 tấn 4 để bắt xe si và bắt mẹ của đối phương và đưa được con mẹ đến vị trí rất là mạnh để có thể có nhiều đường tiến công trong tương lai giờ đã nước đi bắt buộc của bên xanh là chốc 7 tấn 1 không một đích là sử dụng con mẹ đường số 7 để phòng thủ không cho con mẹ đỏ có thể băng lên thì ở đây đã không băng được đường số 4 thì sẽ có một lộ đánh khác đó là chơi à, tăng 687 đánh chốt chiếm lấy thật loại giả sử như bên sang chơi tiếp là pháo 2 bình 4 để mời đã đội quân thì đã sẽ không chấp nhận đổi mà sẽ chơi tiếp là à Mã mẹ 7 tăng 8 đưa mẹ đến vị trí rất là đẹp đi dò đánh pháo của đối phương bắt buộc là con pháo xanh phải bên sang để đi tránh đến đây sau khi huy động rất nhanh si vào mẹ vào trận địa của địch để đưa được đến những vị trí rất là thuận lợi để có thể công kích thì bây giờ bên đỏ tiếp tục mở thêm một cái hướng để có thể chi viện và tăng cường lực lượng tấn công mà nó coi là xe chín tấn một một đợt đi rất là mạnh mẽ của đỏ để huy động thêm một xe vào trận chiến đến đây thì bên xanh chơi chốc bảy tám một đỏ điều xe đường chín sang đường hai thì các bạn có thể thấy là đây là một cái ván cơ mà bên Đỏ để đi nhật đi rất là thú vị và chặt chỉ với nó coi là bên xe sang đường số 2 và huy động rất nhanh hai con xe và mẹ này để tấn công đối phương nhật đây rất là nhịp nhàng của bên đỏ và huy động gần như là toàn bộ quân chủ lực để tấn công sau khi chuyển xe sang đường số 2 thì bên đỏ đang ám phục một âm mưu rất là hiểm ác để chú bí đối phương và nó coi là xe 6 tấn 1 chiếu tướng bắt buộc sợi ăn và xa thì con mã đường 8 sẽ kêu về đường 6 chiếu tướng bắt buộc tướng phải trôi lên và sau đó bên đỏ sẽ có đòn đánh sát cục đó là đâm xe xuống chiếu sát cục thì đây là cái ý đồ rất là hiểm của bên đỏ sau khi mà bên đỏ chơi nó co là xe 9 bình 2 thì để tránh cái thủ đoạn đâm bí của đối phương thì bắt buộc là bên xanh phải tấn xe lên để phòng thủ Đến đây thì đã tiếp tục tấn xe xuống để gia tăng thêm sức ép Bên xanh bình chốt, bên sang đường số 6 để hy vọng là sử dụng chốt và xe ở đây để tấn công vào con mã và con pháo của bên đỏ nhưng mà đợt tấn công của bên xanh thì ở đây thì quá là mỏng yếu chỉ có hai con quân để tấn công thôi và tốc độ tiên quân của bên xanh là quá chậm chạp trong khi đó thì bên đỏ như các bạn thấy thì toàn bộ những con quân chủ lực đã ở vào trận địa của bên xanh rồi và bây giờ khi thời cơ để 90 đã chín mươi thì đỏ tung cú dứt điểm để kết thúc trận đấu bằng những lộ sắc cục rất đẹp sau đây đây là đỏ sẽ trước tiên đâm xe xuống chiếu tướng thủy xe bắt buộc là bên xanh phải ăn xe đỏ. cứ đến đỏ treo mẹ và chiếu tướng. bắt buộc xanh phải bên xe vào và đỏ dùng xe ăn xe xanh. sau khi ăn xe xanh thì đỏ đang đi dò là chỉ bên xe xa là mẹ chiếu sát cục Cho đó để tránh đường đánh sát cục của đỏ thì xanh bắt buộc là phải lên sỉ và đỏ nhẹ nhàng thôi nhất điểm. còn ra vẫn cơ bằng nó cơ là lấy xe ăn xuống sỉ chiếu tướng. buộc lòng bên xanh phải ăn xe đỏ và cái đến đỏ chơi pháo 8 bên 6 chiếu sát cục thì trong ván cơ này bên đỏ ra quân phóng khoáng những con quân chủ lực phát triển rất đông đều ở cả hai cánh và theo đúng với bên pháp là phát triển quân đồng đều và phát triển toàn bộ những con quân chủ lực trong giai đoạn khai cục trong khi đó thì bên xanh như các bạn thấy chỉ sử dụng một si và một chốt để tấn công rõ ràng là bên xanh đã mắc phải một sai lầm rất là sơ đẳng trong khai cục và phải trả giá bằng một ván cơ thua rất nhanh chóng như vậy Chúng ta đi đến với dụ số 2 và trong ví dụ này thì chúng ta sẽ khảo sát những nước biến rất hay của thế trận phao đầu để phá thế trận đơn đề mã cụ thể của diễn biến văn cơ này diễn ra như sau là đi trước là phao đầu đang chơi tiếp là mã 283 ở đây thì đã phát triển mã lên và đang chơi à mã 889 tạo thành thế trận đơn đề mã Tại chơi tiếp à, C1 bình 2 đen đáp trả bằng pháo 8 bình 6 Đến đây thì mình đã phát hiện ra là trung lộ của bên đen bị hỏng cho nên lập tức là ùi chốt năm lên để công phá ở trung lộ thì đây là một cái lối đánh rất là hung hãn của bên đỏ bên xanh phòng thủ bằng nó cơ là tượng 3 tấn 5 để gia cố hệ thống phòng thủ trung lộ ta tiếp tục dùng dục chốt lên để mạnh công đen ăn chốt đỏ nên đây thì đã chơi tiếp mà nó co là uh, xe 2 tấn 5 để mục đích là sử dụng uy lực từ con xe đường 2 để um, tiếp theo sẽ bên năm và đánh vỡ con chốc đầu và tạo ra một cái thế để công phá rất mạnh ở trung lộ thì như các bạn thấy là bên đã đã huy động rất nhanh con xe 2 này về phát huy tối đa uy lực từ con xe đường 2 trong khi đó thì bên xanh đã um, phát triển quá trọng hai con xe này và trong khai cục thì chúng ta đặc biệt là những lực đi đầu tiên trong khoảng 3 nó đi đầu tiên thì chúng ta nên phát triển ít nhất là một con xe ra trận bởi vì con xe là con quân mạnh nhất trong bàn cờ và nó rất cơ động và là con quân thể hiện được một cái sức mạnh rất lớn trong những nước đi quân ở khai cục thì đó ở đây thì bên đen đã mắc phải một sai lầm khi mà phát triển quân quá chậm đặc biệt là hai con Xi xuất động chậm đã khiến cho bên xanh bị lâm vào tình trạng là bị động và Nhật Bản bạn sẽ thấy rõ qua diễn biến của ván cờ này sau khi bên đã tấn Xi lên để bắt chốt thì bên xanh để lên sỉ để gia cố hệ thống phòng thủ trung lộ đã dùng xe ăn chốt, phá vỡ trung lộ của đối phương đến đây thì bên xanh mới chơi tiếp là xe một bình bốn đã tiếp tục phát triển ngựa lên thì đây là một nước đây rất là mạnh mẽ của bên đỏ nhằm mục đích là để khai phá và khai thông cho cái bộ xi pháo mã ở cánh trái để xúc động thì bên đỏ đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái quy tắc trong hai cục đã là phát triển tất cả những con quân, quân chủ lực lên để tấn công thì sau khi đã phát triển pháo xi si và mã ở đây để tấn công trung lộ thì bây giờ bên đỏ đã tiếp tục phát triển những cái quân quân ở phía bên trên trái lên để tấn công thì đây là những cái chiến lược rất là hợp lý và mạnh mỹ của bên đỏ trong cái nguyên lý trong khai cục sau khi mà bên đỏ phát triển ngựa lên thì tạo nên một cái thế đánh rất là vững chắc thì bây giờ bên xanh đi hợp lý là xe chín bình tám để huy động hai con xi si này lên để phòng thủ thì còn cái cơ may để phòng thủ được Tuy nhiên trong ván cơ này thì bên xanh tiếp tục mắc phải một sai lầm khi chơi nó co là pháo 6 tấn 5 để bắt con mẹ của đối phương. Ở đây bên xanh phòng thủ chưa vững mà lại tổ chức phản công là một cái sai lầm rất là sơ đẳng và nhiều người cầm xanh khi mà chưa có kinh nghiệm thì rất dễ mắc phải những sai lầm này. Và trong những trường hợp như thế này thì bên xanh luôn phải bị trẻ và phải giá rất đắt. Và chúng ta xem là bên đỏ sẽ tổ chức để tấn công như thế nào. Đã đã có một lúc đi rất không hạn đó là pháo 8 bên 9 bỏ mẹ luôn để mở đường cho con xe si đường số 9 có thể bên 8 và xúc động tấn công cực mạnh lên cánh phải của bên xanh thì đây đã để di chuyển những con quân rất là mạnh đặc biệt là cố gắng là huy huy động nhanh nhất hai con xe si, mạnh nhất ra trận thì bên xanh bây giờ ăn mẹ đỏ thì đỏ sẽ cướp tiên và bay con mẹ lên để bắt con pháo của xanh và thấy là bên đỏ để huy động rất nhanh những bộ quân chủ lực để tham gia tấn công và bên xanh sẽ ngay lập tức lâm vào trạng thái nguy hiểm ở đây xanh bắn xe si xuống để bắt mẹ đỏ thì đỏ sẽ chơi tiếp là xe 9 bình 8 để đánh vào cánh phải của xanh bắt pháo bắt buộc là pháo xanh phải tránh về đến đây đã tấn xi xuống để bắt pháo và mẹ của đối phương tạo nên một đợt tấn công rất dũng mãnh ở phía bên cánh trái bây giờ để tránh mất quân thì bên San bắt buộc phải chơi là pháo 1 tấn 4 ăn chốt để đi dò là xi si đánh xuống mẹ của đối phương ăn lại quân Tự nhiên đỏ đã, đã rất tỉnh táo bay mẹ lên và tiếp tục bắt con mẹ của xanh bắt buộc là mẹ xanh phải thổi về đến đây pháo đỏ nổ chốt tấn công như các bạn thấy là bên đỏ sau khi bỏ mẹ thì đã cướp tiên và huy động rất nhanh nhưng mà quân chủ lực bây giờ gồm có xe pháo mẹ ở trung lộ để tấn công rất mạnh ở trung lộ và đồng thời cả con pháo đường số 9 và con xe đường số 8 sẵn sàng đâm xuống đáy để tấn công tạo thành một cái mũi ghim hai 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 ghim để kiếp chặt đối phương bằng hai cái đường đánh rất là mạnh như vậy thì bây giờ bên xanh không thể phong thủ được rồi nên phải tổ chức để đối công thôi mà nó coi là tấn pháo xuống đi dò là xi si đánh sĩ nhưng mà nếu các bạn quan sát thì lực lượng của bên đỏ đông hơn và tre tay đánh trước cho nên tốc độ xuất quân của bên đỏ sẽ nhanh hơn và sẽ giành được chứng thắng trước cụ thể như sau đã đỏ sẽ đâm pháo xuống chiếu tướng bắt buộc là mẹ xanh phải bay lên thấy rồi và đỏ để dùng xe ăn mẹ xanh xanh dùng xe ăn sỉ chiếu tướng thì đã sẽ đơn giản lên tướng thôi tiếp theo xanh chơi là xe chín bình tám đã hy vọng là đâm xe xuống để chiếu sát cục tuy nhiên những cái mưu đồ của xanh để không thể thực hiện được vì đỏ sĩ nhanh hơn và ra tay chiếu trước như sau đâm xe xuống chiếu tướng bắt buộc xanh phải xuống sĩ rồi sau đó đã dùng xe để ăn tượng chiếu tướng bắt buộc là cờ xanh phải lên sảy và cờ đến rất nhẹ nhàng đã chơi tiếp là pháo xe 8 pháo 1 để pháo chiếu sát cục cờ xanh hoàn toàn vô phương chống đỡ và phải buông cơ đầu hàng thì vẫn cờ này cho chúng ta thấy một cái điều đó là bên đỏ đã tuân thủ quy tắc đó là phát triển rất nhanh những con quân chủ lực ra trận đặc biệt là phát triển nhanh bộ ba xi si pháo mã và sau đó là xúc động tiếp xi si về pháo để tấn công ở phía bên cánh phối hợp hai đường đánh là trung lộ và cánh để tấn công ráo trước trong khi đó thì bên xanh thì phát triển si quá chậm mà lại thủ chưa vững mà lại tổ chức để phản công thì kết quả như các bạn thấy là bên xanh đã thua rất nhanh chỉ với vài nước ngắn ngủi thôi là đã thua rồi thì đây là một cái ví dụ rất hay để minh họ cho cái nguyên tắc cơ bản trong hai cục là phải phát triển quân đầy đủ và đồng đều ở cả hai cánh Chúng ta đi đến với dụ số 3 và trong với dụ này thì mình sẽ minh họ những nọc đi rất hay và thế trận là bình phong mã đi tiên để phá thế trận pháo đầu Cụ thể của diễn biến và cơ này diễn ra như sau là đi trước chơi mã 2 tháng 3 là thành thế trận là khởi mã cục Đang đối phó bằng nó cơ là pháo 8 bình năm Đang thấy bên đỏ không tấn công cho nên bên pháo để tấn công trước Đã chơi xe một bình hai Thì đây đã đã tuân thủ rất là nghiêm ngặt Kim Tắc trong hai cục đã là phát triển và quân quân chủ lực ra tròn Đó là trước tiên bay mã và sau đó nhanh chóng xuất xi si ra ngay lập tức bên xanh cũng lên mã để phát triển xe gần chín ra tròn đã chơi mã tám tám bảy thì đây đã bay cặp mã lên chính diện tạo thành một cái thế trận là bên phong mã rất là chắc chắn để phong thủ trung lộ bên xanh chơi tiếp xe chín bên 8 thì đây đều là nhận đây rất là chuẩn mật của cả hai bên đến đây thì đã có một nước đi rất là thú vị đó là tượng bài tăng năm để gia cố hệ thống phòng thủ trục lộ thì các bạn có thể đặt câu hỏi là những nước đi đầu tiên mà lên tượng như thế này thì liệu có hợp lý hay không thì câu trả lời đó là những nước cờ lên sĩ tượng thì trong nhiều tình huống nếu mà chưa cần thiết thì cũng không nên chơi vội mà nên chơi những nước đi như là lên xe si, pháo mã lên trước nhưng mà trong trường hợp này thì nước đi lên tượng này là một đi rất là vững chắc và mạnh mẽ của bên đỏ với đồ chiến lược là sử dụng con tượng để làm ngoài cho con pháo này có thể bảo vệ cho con mã đường số 3 trước sự tấn công của đối phương. Bởi vì trong tương lai thì mình đỏ sẽ có những cái thủ đoàn như là chốt bảy tấn 1 và sau đó sẽ chơi tiếp là mã 7, tấn 6 để đưa con mã này lên tấn công thì con pháo ở đường số 8 sẽ đóng vai trò rất là quan trọng để bảo vệ cho con mã đường số 3 Đó là những cái điểm tinh hoa trong cái cách khai triển quân của thế trận bên phòng mã này. Thì đại khái là trong cái thế trận kinh điển là trung pháo đối bên phòng mã đi tiên thì bên trung phá đã rất là khó để có thể công phá được thế trận bên phong mã rồi thì trong cái thế trận này khi mà bên bên phong mã lại được đi tiên thì để lợi được một cái nước lên tượng này và khiến cho cái thế trận của bên đó là càng thêm chắc chắn và bên xanh sẽ rất là khó để có thể công phá được thế trận này thì trong cái tình huống như vậy thì ở đây thì bên xanh đã chơi tiếp bằng nó cơ là xe 8 tấn 6 thì đây cũng là một cái đi hợp lý và hiển nhiên của bên xanh thôi tăng xi lên để hòng mục đích là gia tăng thêm áp lực và ép chặt xi và pháo của đối phương đây đều là nhận đi chuẩn mật trong khai cục của cả hai bên và bên đỏ như kế hoạch sẽ chơi tiếp là chốt bảy tấn 1 để khai thông cho con mã đường số 7 có thể băng lên 6 để tấn công đến đây thì bên xanh nên chơi nó có là mẹ hai tấn 1 để phát triển quân ở phía bên cánh phải lên phát triển quân đông đều ở cả hai cánh sẽ là một cái chiến lược hợp lý trong cái phép phát triển quân ở khai cột tuy nhiên trong ván cờ này khi mà cánh phải của bên xanh chưa phát triển thì bên xanh đã có một cái di chuyển tấn công vội vàng đó là chơi là xe 9 uh, bình xe 8 bên 7 để đánh chốt và ép con mã của bên đỏ thì đây là một cái chiến lược rất là vội vàng của bên xanh giành thêm một cái lợi ích là ăn chốt lợi quân và đánh mã thì mặc dù là có lợi quân thật nhưng mà bên xanh đã để lại những cái yếu điểm đặc biệt là bên cánh phải ở đây phát triển chậm về bạn sẽ thấy rõ điều này sẽ đi đến những cái mối nguy hiểm và khiến cho bên xanh bị thất thế như thế nào qua những biến sau đây Đó là bên đỏ sẽ phát triển con mã đường số 7 lên đường 6 để sử dụng pháo để bảo vệ con mã đường số 3 trước sự tấn công từ con xe của bên xanh thì đã để phát triển quân rất là đồng đều quân ở cả hai cánh và có được một thế trận rất là mạnh vững chắc trong cả công lẫn thủ đến đây thì sau khi mà mẹ đỏ bay lên thì đang đi dò tiếp theo sẽ chơi là mã 6 tấn 4 là bắt si Vậy đó, bên xanh buộc lòng phải chơi là chốt 7 tấn 1 Tuy nhiên, nó có lên chốt này để để lại một điểm yếu chết người Đó là bên đỏ có một thủ đoạn cực kỳ mạnh là pháo 2 tấn 4 Đây cũng là một cái điểm tinh hoa trong cái thế phản công của thế trận bình phong mã Sau khi tấn pháo lên thì bên đỏ đang đi dò một nước đi rất hiểm ác Đó là chơi tiếp pháo 2 binh 3 để bắt chết con xe của bên xanh thái là những cái thủ đoạn để phản kích cực kỳ hay của bên đỏ thì trước thủ đoạn hiểm độc là pháo hai bình 3 để bắt chelsea si, thì bên xanh bắt buộc là phải chơi là pháo 5, cắn 4, ăn chốt chiếu tướng để hầm mục đích là đội quân để giải tỏa cho con Xi si này tuy nhiên bên đỏ để rất là không khéo không lấy mẹ ăn pháo mà bình tĩnh linh sĩ và tiếp tục đi dò đòn đánh là bình pháo để bắt Xi si, và đồng thời đi dò pháo đánh xuống tượng đáy để phản công Bây giờ thì để tránh bị mắc xe thì bên xanh bắt buộc là phải phải pháo ba thôi để chưa lộ để cho con xe đường số 7 có thể thoát thân trước sự tấn công từ cột pháo của đối phương. Bên đã dĩ nhiên là sĩ bên pháo đã bắt xe xanh, bắt buộc xe xanh phải chạy. Cái đến đã nổ pháo xuống tường chú tướng. Bắt buộc xanh phải lên sĩ. Thì như các bạn thấy chỉ với một cái nước đi sai lầm là dùng xanh dùng xe ăn chốt để khiến cho mình đã có một cái cơ hội để mà phản công và bây giờ sau khi dùng pháo để nổ vào tượng đáy để tạo nên một cái thế công vô cùng mạnh mỹ ở cánh bia đến đây thì bên đỏ sẽ bỏ con mã này luôn và phát động cuộc tổng tấn công rất mạnh của bên mà nó cơ là pháo 3 binh 1 để dọn đường cho con xe đường số 2 có thể đâm xuống 9 tấn công Bên xanh à, thoái xe và ăn con mã của đỏ có thể thấy là bên xanh rất là háu ăn trong cái ván cơ này và việc ăn quân như thế này thì cũng chỉ khiến cho bên xanh bị chết nhanh hơn mà thôi bên đỏ đâm xe xuống chiếu tướng bột xanh phải xuống mã đến đây thì đã có một di chuyển cực kỳ hay đó là pháo 8 tấn hăng để bắt xi và bắt pháo của đối phương nếu như chạy xi thì mất pháo rồi như đó bên xanh không còn lựa chọn nào khác buộc phải ăn chốt và bên đỏ chơi tiếp pháo hai bình năm pháo tám bình năm ăn pháo của xanh thì và tiêu diệt được cái mối nguy hiểm ở trung lộ của đối phương ở đây thì chú ý là bên xanh không thể sử dụng con xi để ăn lại con pháo đỏ được vì nếu như dùng xi ăn pháo thì đỏ sẽ có nước hiểm là rút C và để pháo chiếu tướng thì bên xanh sẽ chết xi thì buông cờ ngay do đó sau khi bị pháo ăn thì bên xanh không thể dùng xi ăn pháo mà bây giờ thì con tường đang đi dọa đánh con xi của xanh bắt buộc là xi xanh phải thoái về đến đây thì đỏ sử dụng cái uy lực từ con pháo ở trong lộ mà chơi tiếp nó cơ là dùng pháo đánh vào mã thì chú ý mã sẽ không thể ăn bơ vì để dính pháo rồi bắt buộc là xanh phải bình xi xăng để hạn chế cái hỏa lực trung lộ của đối phương đồng thời bắt pháo và đó sẽ có cơ hội để dọn sạch sỉ sĩ của đối phương và nó co là pháo bốn bên sáu chiếu tướng bắt buộc sỉ phải thói vơ tiếp theo chơi tiếp là pháo sáu bên bốn tiếp tục đánh vỡ sĩ của đối phương bây giờ tiếp theo sẽ chơi tiếp là pháo bốn tiếp tục bên bảy đánh tường để xe chiếu tướng và ăn xe của bên xanh do đó để tránh bởi con pháo này tiếp tục nã sang tượng thì bắt buộc là xanh phải lên con mã để tránh trước thủ đoạn của đối phương đến đây thì mình đã có một nước đi mạnh công tiếp theo đó là xe chín bình sáu thì đã tiếp tục bỏ con pháo này luôn để huy động rất nhanh hai con xe này ra trận tuân thủ quy tắc là phát triển nhanh những con quân, quân chủ lực để tấn công tốc chiến tốc thắng đến đây thì bên xanh ăn xe vào pháo thì đã sẽ chơi tiếp là xe sáu tấn tám tiếp theo thì bên đỏ có cái thủ đoạn đó là rút con pháo này về một nóc thì xi si sẽ chưa bí bên xanh hoàn toàn vô phương chống đỡ và không thể ngăn cản được sức tấn công từ hai con si của đối phương và đành phải buông cờ chịu thua như vậy là trong ván cờ này thì bên xanh đã huy động gần như là chỉ có mỗi con si và con pháo được tấn công thôi trong khi cái cánh phải ở đây nhưng bạn thấy là tới khi để kết thúc phân cơ thì si mẹ ở đây hoàn toàn vô dụng và không giúp ích được gì cho kẻ tấn công là phân thủ trong khi đó thì bên đỏ để rất là tỉnh táo khi để phát triển những con quân chủ lực ở cả hai cánh rất đông đều và để phát động một cuộc tổng tấn công gần như là không thể chống đỡ thì đây là một cái ví dụ rất là hay mà các bạn có thể tham khảo và học hỏi vừa rồi là ba cái ví dụ để minh họa cho một cái nguyên tắc đầu tiên trong hai cục đó là chúng ta phải cố gắng để phát triển nhanh toàn bộ quân chủ lực vào vị trí chiến đấu khi mà chỉ cơ có kế hoạch như vậy thì khi bước vào giai đoạn trung cục chúng ta sẽ dễ dàng để thực hiện các ý đồ chiến lược một cách chủ động và giành được ưu thế còn như nếu chúng ta tùy hứng điều động quân một cách lung tung thì hàng ngũ sẽ lập tức bị rối loạn và nhanh chóng bị thất bại thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà các bạn cần phải ghi nhớ cuối cùng thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo